chào quý anh chị và các bạn. Trên thị trường chúng ta có một thông tin mới về dự án sắp được ra mắt tại mặt tiền đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và để cho quý anh chị không đợi lâu, thì trong video lần này, Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị dự án Saigen Home. Và đầu tiên, với vị trí tọa lạc tiện lợi của dự án, chúng ta chỉ cần đi theo hướng của cầu Tân Thuận để đến đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 hay di chuyển qua cầu Kinh Tẻ để đến quận 1. Và sau này, khi cầu Thủ Thiêm đã được hoàn thành thì dự án sẽ rất gần với khu đô thị Thủ Thiêm, giúp cho cư dân của dự án di chuyển đến các quận của khu vực thành phố Thủ Đức rất nhanh chóng và thuận tiện. Và chính vì gần với sông Sài Gòn, vì vậy mà các căn hộ view sông của dự án chắc chắn sẽ có một tầm nhìn cực kỳ rộng và thoáng mát. Và cũng vì gần sông, cho nên không khí tại dự án sẽ luôn rất là mát mẻ, kể cả trong cái oi bức mùa hè của miền Nam. Ngoài ra, dự án Saigen Home còn liền kề với nhiều tiện ích như là trường học quốc tế, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện Tim Tâm Đức, SC Vivo City, Crescent Mall, cầu Ánh Sao, hồ Bán Nguyệt, Ủy ban Nhân dân quận 7, Big C hay Lotte Mart. Và về quy mô thì dự án có quy mô là 2 block, mỗi block cao 21 tầng, được xây dựng trên khu đất có diện tích 10.076m2 với tổng số căn là 550 căn đa dạng, với các loại căn hộ cho quý khách lựa chọn từ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ. Tất cả các căn hộ đều có hướng view và ban công thoáng mát, thiết kế thông thoáng, đầy đủ các tiện ích nghỉ dưỡng tại gia. Và tất cả các căn hộ thì đều được bàn giao các sản phẩm cao cấp, hiện đại đến từ các thương hiệu lớn. Ví dụ như là khóa cửa từ có vân tay của Hafli Đức, cửa gỗ chống cháy An Cường, khung cửa sổ kính nhôm Ava, các sản phẩm gia dụng của LG và Panasonic, bồn labo, vòi nước, bếp từ, máy hút mùi đến từ Maloka và Hafli. Và mỗi căn hộ thì đều được chỉnh chu tỉ mỉ trong từng chi tiết thiết kế, phối hợp màu sắc nhã nhặn và mang phong cách sang trọng, hiện đại cho gia chủ. Và điều đặc biệt ở đây là Saigen Home còn được định trở thành trung tâm sauna lớn nhất với các hồ khoáng nóng, với công dụng là làm đẹp và trị bệnh bởi các phương pháp sông hơi. Gồm có phòng sông hơi nóng với hai phương pháp chính là sông hơi nóng khô và sông hơi nóng ướt. Sử dụng những viên sỏi với nhiệt độ 600 độ kết hợp với tinh dầu và hơi nóng từ nước giúp giãn nở lỗ chân lông và đào thải độc tố. Phòng sông hơi thảo mộc là phòng sông hơi bước thứ hai, với tác dụng của hơi nước thảo mộc và thảo dược sẽ giúp cho cơ thể hấp thụ tốt các tinh chất, tái tạo da, giúp da đàn hồi và tăng tuần hoàn máu. Ngoài ra, còn có phòng sông hơi đá muối Himalaya và phòng sông hơi lạnh. Và với những thiết kế chỉnh chu, tỉ mỉ, cùng hệ thống cây xanh được đầu tư chỉnh chu, dự án Saigen Home sẽ mang đến những chuẩn mực sống hoàn hảo và là nơi để tận hưởng sự yên bình sau những ngày mệt mỏi và áp lực của công việc. Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, quý anh chị hãy liên hệ với Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi qua số hotline phía bên dưới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.